Hello các anh chị, chúng ta đang có mặt tại công viên văn hóa quận Gò Vấp. Hôm nay thứ bảy cuối tuần cũng có khá nhiều người tới đây để tập thể dục, nhất là đưa các bé đến đây công viên chơi. Chúng ta cùng xem nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cuối cùng là có một con sông cắt ngang rồi, phía sau chúng ta là bờ sông nha. Nhưng mà hiện giờ nước đang xuống và nước rất là hôi và đen, nên chúng ta quay đầu ra và chúng ta ra về thôi.